Quyển 15, thứ 10, Văn Sở Thành Địa, phần 3. Như vậy đã thuyết về chủng Phật dạy cần nên biết, kế đến lại thuyết 8 chủng. Đó là 8 trì nhiếp thuộc thánh đạo, có 3 chủng pháp tu khiến các bí xô rốt ráo đoạn kiết sử: 1. Tu giới, 2. Tu định, 3. Tu tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gọi là tu giới, chánh niệm, chánh định gọi là tu định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn gọi là tu tuệ. Lại do chánh phương tiện và quả lực tăng thượng kiến lập 8 chục bồ đặc giả la phẩm thành tịnh. Đó là bậc hành 4 hướng và bậc trụ 4 quả. Lại có 2 chủng thí và 8 tướng sai biệt, thí có quá thất và thí không quá thất. 7 tướng thí này gọi là có quá thất. 1. Có bố thí nhưng bị giải đãi làm tổn hại nên có quá thất. 2. Có bố thí mà không tùy muốn nên có quá thất. Như có kẻ nhiễm tâm vì sợ hãi nghèo cùng mong cầu phước lạc mà hành bố thí. 3. Có bố thí do liên tiếp quá khứ nên có quá thất. 4. Có bố thí mong cầu vị lai nên có quá thất. 5. Có bố thí mà lỗi khinh mạng nên có quá thất. 6. Có bố thí hy cầu vui giàu sang nên có quá thất. 7. Có bố thí cầu người nghe biết đến nên có quá thất. Một chủng thí sau gọi là không quá thất, đó là vì hồi hướng niết bàn. Vì lấy bồ thí làm tư lương cho niết bàn kia nên tâm không nhiễm ô với quả, được tiền của nhiều hay sanh đến thiện thú do hành hạnh bồ thí. Lại có bồ đặc giả la nương 4 xứ: 1. Nương xứ khất thực, 2. Nương xứ sở tác, 3. Nương xứ du hành, 4. Nương xứ giới không bình đẳng. Ở trong 8 lúc khác nhau, thú nhập giải đãi không phát siềng tỉnh tấn: 1. Lúc ăn nhiều thức ăn ngon, thân thể nặng nề; 2. Lúc ăn thức ăn dở, thân yếu ớt trì trệ; 3. Lúc sắp muốn làm việc, tiếc giữ sức lực. 4. Lúc đã làm việc, thân thể mỏi mệt. 5. Lúc sắp muốn du hành, tiếc giữ sức lực. 6. Lúc đã đi bộ trên đoạn đường dài, thân thể mỏi mệt. 7. Lúc đang bị bệnh khổ sở trói buộc quấy nhiễu. 8. Lúc bệnh đã lành, lo sợ bị tái phát. Nên viết bồ đặc giả la như vậy thuộc loại giải đãi, không phải loại tinh tấn. Lại bồ đặc giả la giải đãi đây, khi chưa gặp giải đãi nương tựa thì có ít phần tương tự tinh tấn, nếu gặp phải rồi nhanh chóng phát xảy sự giải đãi, cho nên gọi là chủng loại giải đãi. Trái với tướng trên, tức là có bồ đặc giả la nương 4 xứ ở trong 8 lúc khác nhau phát khỏi siêng năng tinh tấn, nên biết loại bồ đặc giả la như vậy năng điều phục giải đãi thuộc loại siêng tinh tấn. Tùy gặp giải đãi nương tựa cũng năng phát lòng trên tâm tinh tấn hà hướng không gặp, cho nên gọi là loại siêng tinh tấn. Lại có 8 chủng chánh nguyện nhiếp lấy nhân sanh khả ái, hay khiến ở trong các dục vui sanh tăng thượng. Người không cầu vĩnh viễn lìa tất cả dục sẽ sanh 8 chủng sanh xứ khả ái. Đó là nguyện trong cõi người chủng loại thấp kém tu hai sự nghiệp phước thí giới nhỏ, nguyện vui trong cõi chủng loại tôn quý tu hai sự nghiệp phước thí giới lớn, tứ đại thiên vương, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đồ sử đa thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Lại vì bốn nhân duyên, Như Lai kiến lập 4 chúng cõi người, và vì ba nhân duyên kiến lập 4 chúng cõi trời. Vì tối tăng thượng, vì thế gian cùng tin theo là phước điển, vì thọ dụng tài sản của cải không do người khác, vì giả bỏ tất cả tài sản của cải thế gian. Do bốn duyên đây, ở trong cõi người kiến lập 4 chúng, vì nước ngàn mé đất địa, vì ngàn mé dục giới, vì ngàn mé ngữ hành, do duyên, do ba duyên đây ở trong cõi trời kiến lập 4 chúng. Lại ở thế gian, lúc ba xứ chuyển, thế gian hằng thường tiếp xúc 8 pháp sở xúc. Ba xứ: 1. Xứ vui muốn, 2. Xứ dụng công, 3. Xứ các duyên. Khi xứ vui muốn chuyển hoặc tiếp xúc với lợi hoặc tiếp xúc không phải lợi, khi xứ công dụng chuyển hoặc vừa ý hoặc không vừa ý người khác, sau lưng tiếp xúc với sự khen chê, trước mắt tiếp xúc với sự khen chê, khi xứ các duyên chuyển hoặc do đời trước hoặc do hiện pháp mà có các duyên khổ vui, tiếp xúc với sự khổ vui ấy. Lại có 8 thắng giải năng dẫn bất hoàn, hoặc các thánh thần thông A-la-hán và trụ tối thắng. 1. Thắng giải chưa hàng phục được nội sắc tưởng, ngoài không nhiễm ô sắc. 2. Thắng giải đã hàng phục nội sắc tưởng. 3. Thắng giải tịnh và bất tịnh, chẳng phải hại sắc, xả đệ nhất. Vì ba giải thoát đây, nên ở đây tất cả sắc được tự tại, liền có thể dẫn phát các thánh thần thông. Các thần thông đây chẳng cùng với tất cả dị sanh chúng có. 4. Thắng giải không vô biên. 5. Thắng giải thức vô biên. 6. Thắng giải vô sở hữu. 7. Thắng giải phi tưởng phi phi tưởng. 8. Thắng giải tâm nhậm vận vi tế. 5. Thắng giải đây vì thứ lớp khéo tu trị năng dẫn trụ tối thắng là diệt tưởng thọ đẳng trí. Hoặc lại quán các sắc hoặc như sở quán ở trong ba chủng giải thoát đầu mà tu tập,
đó là ba giải thoát đạo phương tiện nhiếp lấy ba tháng xứ trong đầy quán ngoại các sắc, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc xấu hoặc đẹp, hoặc hơn hoặc kém, đó là quán sở hành phi tàng mà địa sắc hiện có được. Do duyên tác ý sở hành tàng mà địa không phải trùng trùng hiện tiền nên gọi là thắng. Ở trong sở hành tàng mà địa, hành samatha gọi là tri, hành tê bát xá na gọi là kiến. Như nơi sở hành tàng mà địa hoặc tri hoặc kiến, như nơi sắc kia đã tầm tư, đã rõ biết phân biệt, thì nơi sở hành phi tàng mà địa có sở tưởng bên ngoài, quán các sắc cũng vậy. Như vậy đã thuyết tám chủng Phật dạy cần nên biết, kế đến lại thuyết chín chủng, đó là chín kiết, như phần nhiếp sự sẽ rộng kiến lập. Lại có chín chủng xứ sanh mà hữu tình thọ sanh cùng cư ngụ xứ kia trong bà cõi, trừ các ác thú, vì đây là xứ đang nhàm chán như trước đã thuyết. Như vậy đã thuyết chín chủng Phật dạy cần nên biết, kế đến lại thuyết 10 chủng, đó là 10 biến xứ nên biết, tức là sở tác thành tựu của các giải thoát. Giải thoát thắng xứ biến xứ khác như phần nhiếp sự sẽ rộng phân biệt. Lại có 10 trì phù học nên biết nhiếp thuộc 5 uẩn phù học: 1 giới uẩn, 2 định uẩn, 3 tuệ uẩn, 4 giải thoát uẩn, 5 giải thoát trì kiến uẩn. Như vậy đã thuyết 10 chủng Phật dạy cần nên biết, trước đã thuyết các chủng Phật dạy cần nên biết, cho đến đây tất cả như vậy đều nhiếp thuộc nội minh xứ. B. Y phương minh xứ nên biết mình đầy được có 4 chủng: 1 khéo leo đối với tướng bệnh, 2 khéo leo đối với nguyên nhân bệnh, 3 đối với bệnh đã sanh khéo léo đoạn trừ bệnh, 4 đối với bệnh đã được trừ lành phương tiện khéo léo khiến về sau không sanh. Như vậy rộng phân biệt nghĩa khéo léo nên biết như kinh đã thuyết. Như vậy đã thuyết y phương minh xứ. C. Nhân minh xứ. Ở trong nghĩa quan sát các sở hữu xứ, việc đây thế nào, Bốt Đà Nam nói: luận thể, luận xứ sở, luận cứng, luận trang nghiêm, luận thua, luận xuất ly, luận nhiều sở tác pháp. Nên biết trong đây được có 7 chủng: 1 luận tánh thể, 2 luận xứ sở, 3 luận sở y, 4 luận trang nghiêm, 5 luận rơi vào chỗ thuộc cuộc, 6 luận xuất ly, 7 luận nhiều sở tác pháp. 1 luận tánh thể có 6 chủng: A ngôn luận, B thượng luận, C tranh luận, D hủy báng luận, E thuận tránh luận, F dạy dẫn luận. B ngôn luận tất cả ngôn thuyết, ngôn âm, ngôn từ gọi là ngôn luận. B thượng luận là sở hữu ngôn luận tùy theo sự nghe của thế gian. C tranh luận nếu nương các dục mà phát khởi, hoặc mình nhấp lấy các dục bị người khác xâm đoạt, hoặc người nhấp lấy các dục bị mình xâm đoạt, hoặc các dục mà hữu tình yêu thích thấu nhiếp thì lại xâm đoạt lẫn nhau hay muốn xâm đoạt, hoặc các dục không nhiếp thọ, đó là nhiếp thuộc ca múa cười đùa, hoặc nhiếp thuộc ca kỹ nổ bọc, hoặc là coi xem, hoặc là thọ dụng. Và trong các sự dục như thế, kẻ chưa ly dục, kẻ bị tham dục giới nhiễm ô, vì nhân chấp trước kiên cố, vì nhân chấp đắm trói buộc, vì nhân đam mê chơi đùa, vì nhân tham ái nên phát khởi giận dữ chống trái chia lìa. Người vui thích đấu tranh thì dấy khởi trùng trùng tranh luận, dấy khởi sự tranh luận oán hạn, cho nên gọi là tranh luận. Nếu nương theo ác hành mà phát khởi, hoặc mình tạo tác thân ngữ ác hành bị người chê trách, hoặc người tạo tác thân ngữ ác hành mình hành chê trách, hoặc hữu tình ưa thích gây tạo thân ngữ ác hành thì chê trách lẫn nhau. Trong tất cả hành gây tạo ác hạnh như vậy, kẻ mong gây tạo chưa gây tạo các ác hạnh, kẻ chưa lìa tham sân si dục giới, kẻ bị tham sân si nặng nề cố chấp che giấu, vì nhân chấp trước kiên cố, vì nhân chấp đắm trói buộc, vì nhân đam mê chơi đùa, vì nhân tham ái, lại thêm cáu giận nóng nảy lẫn nhau, ôm tâm nhiễm ô chống trái chia lìa. Người vui thích đấu tranh thì dấy khởi trùng trùng tranh luận, dấy khởi sự tranh luận oán hạn, cho nên gọi là tranh luận. Nếu nương các kiến mà sanh khởi, đó là thân kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, nhân bất bình đẳng kiến, thường kiến giữa nhiều loại kiến, trùng trùng tà kiến và vô lượng các loại kiến khác. Ở trong các kiến chấp như vậy, hoặc mình nhiếp lấy bị người ngăn cấm đoạn trừ, hoặc người nhiếp lấy mình hành ngăn cấm đoạn trừ, hoặc hữu tình yêu thích nhiếp lấy người đang ngăn cấm đoạn trừ, hoặc đã ngăn cấm đoạn trừ, hoặc muốn nhiếp thọ tà kiến chưa nhiếp thọ. Do nhân duyên đầy, người chưa ly dục, như trước nói rộng, cho đến giấy khởi trùng trùng tranh luận, giấy khởi tranh luận án hạn, cho nên gọi là tranh luận. Đề hủy báng luận là sở hữu ngôn luận của kẻ ôm lòng phát khởi oán giận nóng nảy, dùng tâm nhiễm ô phấn phát vì thế, đó là do thô ác dẫn dắt, do không kiềm nhường dẫn dắt, hoặc do ỷ ngôn dẫn dắt, cho đến trong ác thuyết pháp luận, vì các hữu tình tuyên nói pháp kia, nghiên cứu quyết trạch, dạy trao dạy gian, hết thảy luận như vậy gọi là hủy báng luận. E thuận tránh luận ở trong thiện thuyết pháp luận, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, nghiên cứu quyết trạch, dạy trao dạy dần, vì đoạn tất cả nghi hoặc của hữu tình, vì đạt đến các cố nghĩa thảm sâu,
Vì khiến trí kiến rốt ráo thanh tịnh, thuận theo chánh hành, thuận theo giải thoát, cho nên luận đây gọi là thuận chánh luận. F. Dạy dẫn luận là sở hữu ngôn luận dạy Bồ Đặc Giả La tu tập tăng thượng tầm học, tăng thượng tuệ học. Người tâm chưa định khiến tâm được định, người tâm đã định khiến được giải thoát. Vì khiến kẻ giác ngộ trí chân thật, vì khiến kẻ khai mở hiểu rõ trí chân thật, cho nên luận đây gọi là dạy dẫn luận. Hỏi, trong 6 luận đây, bao nhiêu luận chân thật năng dẫn nghĩa lợi cần phải tu tập? Bao nhiêu luận không chân thật năng dẫn vô nghĩa cần phải xa lìa? Đáp, hai luận sau cùng là chân là thật năng dẫn nghĩa lợi nên tu tập. Hai luận giữa không chân không thật năng dẫn vô nghĩa nên xa lìa hai luận đầu cần phải phân biệt. 2. Luận xứ sở nên biết luận đây cũng có 6 chủng. 1. Ở nơi vương gia. 2. Ở nơi nhà thi hành luật pháp. 3. Ở trong đại chúng. 4. Ở trước bậc hiển triết. 5. Ở trước sa môn bà la môn khéo hiểu pháp nghĩa. 6. Ở trước bậc vui thích pháp nghĩa. 3. Luận sở y nên biết luận đây có 10 chủng, đó là nghĩa được thành lập có 2 chủng, pháp năng thành lập có 8 chủng. Nghĩa được thành lập do 2 chủng, do tự tánh và do sai biệt. Do tự tánh thành lập tức là có lập là có, không lập là không. Do sai biệt thành lập tức là hữu thượng lập hữu thượng, vô thượng lập vô thượng. Thường lập là thường, vô thường lập vô thường. Như vậy, hữu sắc vô sắc, có thấy không thấy, có đối không đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, vô lượng môn sai biệt, nên biết đây gọi là do sai biệt thành lập. Pháp năng thành lập có 8 chủng: A. Lập tông, B. Biện nhân, C. Dẫn dụ, D. Đồng loại, E. Dị loại, F. Hiện tượng, F. Hiện lượng, G. Tỷ lượng, H. Chánh giáo. A. Lập tông tức là nương hai chủng nghĩa được thành lập, thông nhiếp lãnh thổ mỗi loại riêng biệt trong phẩm loại mình tìm theo, hoặc thông nhiếp lãnh thọ luận tông, đó là hoặc tự biện tài hoặc khinh miệt người, hoặc từ người nghe hoặc chân thật giác, hoặc vì thành lập tông mình, hoặc vì phá hoại tông người, hoặc vì chế phục người, hoặc vì khuất phục người, hoặc vì bi mẫn người mà kiến lập nghĩa tông. B. Biện nhân, vì thành tiểu nghĩa tổng được lập, nương sự dẫn dụ, đồng loại dị loại, hiện lượng tỷ lượng cùng với chánh giáo kiến lập ngôn luận đạo lý thuận ích. C. Dẫn dụ, cũng vì thành tựu nghĩa tông được lập, đường nơi các pháp thế gian thường hay trao đổi mà có lời nói so sánh làm cho dễ hiểu. D. Đồng loại, tức là tùy theo sở hữu pháp đang có, đem so sánh với pháp khác, tướng chuyển chuyển ít phần giống nhau. Đây lại có 5 chủng: 1. Tướng trạng giống nhau. 2. Tự thể giống nhau. 3. Nghiệp dụng giống nhau. 4. Pháp môn giống nhau. 5. Nhân quả giống nhau. Tướng trạng giống nhau, tức là ở hiện tại hoặc do trước đã thấy, tướng trạng tương quan lẫn nhau, chuyển chuyển giống nhau. Tự thể giống nhau, tức là kia chuyển chuyển có tướng giống nhau. Nghiệp dụng giống nhau, tức là kia chuyển chuyển có tác dụng giống nhau. Pháp môn giống nhau, tức là kia chuyển chuyển có pháp môn giống nhau. Như vô thường cùng với pháp khổ, khổ cùng với pháp vô ngã cùng với pháp sanh, pháp sanh cùng với pháp lão cùng với pháp tử. Như vậy, hữu sắc vô sắc, có thấy không thấy, có đối không đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, hết thảy vô lượng lại pháp môn như vậy, chuyển chuyển giống nhau. Nhân quả giống nhau, tức là kia chuyển chuyển hoặc nhân hoặc quả, năng thành sở thành, chuyển chuyển giống nhau, tất cả như vậy gọi là đồng loại. E dị loại, tức là sở hữu pháp này so với pháp còn lại, tướng chuyển chuyển chút phần cũng không giống nhau, thì cũng có 5 chủng nên viết trái với 5 tướng trên. F hiện lượng, có 3 chủng: 1. Không phải không hiện thấy được. 2. Không phải đã suy nghĩ nên suy nghĩ. 3. Không phải cảnh giới thác loạn. Hiện lượng, không phải không hiện thấy, có 4 chủng, đó là các căn không bị hư hoại, đắc ý hiện tiền vì tương ương sanh, vì vượt quá sanh, vì không chướng ngại, vì không phải quá xa. Tương ương sanh tức là các căn dục giới ở cảnh dục giới, các căn địa ở trên cảnh địa trên, đã sanh hết thảy hoặc sanh hoặc khởi, đây gọi là tương ương sanh. Vượt quá sanh tức là các căn địa trên ở cảnh địa dưới đã sanh như trước đã thuyết, đây gọi là vượt quá sanh. Không chướng ngại có 4 chủng: 1. Không bị che chướng là ngăn ngại. 2. Không bị ẩn chướng là ngăn ngại. 3. Không bị lấn át chướng là ngăn ngại. 4. Không bị hoặc chướng ngại làm ngăn ngại. Không bị hoặc chướng là ngăn ngại, che chướng là ngăn ngại, đó là sự che chướng của hắc ám, vô minh ám, sắc ám không trọng tịnh. Ẩn chướng là ngăn ngại, tức là sự ẩn chướng của sức dược thảo hoặc sức chú thuật hoặc sức thần thông. Lấn át chướng là ngăn ngại, tức là vật nhỏ bé bị cao vật to lớn lớn át cho nên không thể hiện được, như vị thuốc ở trong thức uống ăn hoặc như đầu lông, hết thảy dạng loại như vậy có vô lượng vô biên. Lại như ánh sáng nhỏ bị ánh sáng mạnh hơn lấn đoạt,
nên ánh sáng nhỏ hơn không hiện hữu như ánh sáng mặt trời lấn đoạt ánh sáng trăng sao, lại như ánh sáng mặt trăng lấn đoạt ánh sáng của các vì sao, lại như năng trị lấn đoạt sở trị khiến sở trị kia không thể hiện hữu. Đó là tác ý bất tịnh lấn đoạt tướng tịnh, tác ý vô thường khổ vô ngã lấn đoạt tướng thường là ngã, tác ý vô tướng lấn đoạt tất cả nhóm tướng, hoặc chứng lòng ngàn ngạ tức là sự tạo làm của viễn hóa, hoặc giác tướng thủ thắng hoặc tương tự như vậy, hoặc sự tạo làm bên trong như hòa mắt, hồn mộng, muội say, phóng dật, hoặc lại điên cuồng, đây gọi là hoặc chướng. Nếu không bị bốn chướng đây làm ngăn ngại thì được gọi là không chướng ngại. Không phải quá xa, tức là không phải ba chủng xứ quá xa. Một, xứ quá xa. Hai, thời quá xa. Ba, tổn giảm quá xa. Tất cả như thế gọi chung là không phải không hiện thấy được. Vì không phải không hiển hiện, gọi là hiện lượng. Hiện lượng không phải đã suy nghĩ, nên suy nghĩ có hai chủng: một, vừa nắm lấy liền thành cảnh sở y của thủ; hai, kiến lập cảnh giới cảnh sở y của thủ. Vừa nắm lấy liền thành cảnh sở y của thủ tức là nếu cảnh năng tạo tác vừa mới nắm lấy liền thành chỗ nương tựa của thủ. Ý như lương y cho thuốc cho bệnh nhân, sắc hương vị xúc thảy đều viên mãn, có thế lực lớn, thành thục uy đức, nên biết thuốc sắc hương vị xúc đây vừa mới nắm lấy liền thành chỗ nương tựa của thủ là chỗ uy đức thế lực lớn của thuốc. Bệnh nếu chưa lành gọi là nên suy nghĩ, nếu bệnh đã lành gọi là đã suy nghĩ. Hết thảy loại như vậy gọi là vừa mới nắm lấy liền thành cảnh sở y của thủ. Kiến lập cảnh giới cảnh sở y của thủ tức là nếu cảnh năng làm chỗ y nương của thủ kiến lập cảnh giới, như thầy du già ở nơi địa tư duy thủy hòa phong giới, nếu trụ ở địa tư duy thủy tức trụ tưởng địa chuyển thành tưởng thủy, nếu trụ ở địa tư duy hòa phong tức trụ tưởng địa chuyển thành tưởng hòa phong. Trong đây tưởng địa tức là kiến lập cảnh giới của thủ, địa là kiến lập cảnh giới sở y của thủ. Như trụ ở địa thì trụ ở thủy hòa phong tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Đây gọi là kiến lập cảnh giới cảnh sở y của thủ. Trong đây kiến lập cảnh giới cảnh sở y của thủ chẳng phải đã suy nghĩ, chẳng phải nên suy nghĩ. Các giới như địa hiểu nếu chưa thành gọi là nên suy nghĩ, hiểu nếu thành tựu gọi là đã suy nghĩ. Như vậy gọi là hiện lượng không phải đã suy nghĩ nên suy nghĩ, hiện lượng không phải cảnh giới thác loạn. Hoặc năm chủng hoặc bảy chủng, năm chủng bao gồm không phải năm chủng cảnh giới thác loạn. Những gì là năm? Một, tưởng thác loạn; hai, số thác loạn; ba, hình thác loạn; bốn, hiện thác loạn; năm, nghiệp thác loạn. Tưởng thác loạn tức là ở nơi không phải tướng kia mà khởi tưởng tướng kia, như hiểu khát nước thấy bóng nắng khởi tưởng cho là nước. Số thác loạn tức là ở nơi số ít mà khởi tưởng tăng thượng mạng cho là số nhiều, như người bị hoa mắt ở nơi một mặt trăng mà thấy nhiều bóng mặt trăng. Hình thác loạn tức là ở nơi hình sắc này mà tăng thượng mạng khởi cho là hình sắc khác, như ở nơi lửa quay tròn mà tăng thượng mạng cho là hình bánh xe. Hiển thác loạn tức là ở nơi sự hiển sắc này mà tăng thượng mạng khởi cho là hiển sắc kia, như bệnh ca mặt la làm tổn hại căn mắt, ở nơi sắc không phải vàng mà thấy hết thảy tướng vàng. Nghiệp thác loạn tức là ở nơi sự việc không nghiệp mà tăng thượng mạng khởi có nghiệp, như người chạy thấy cây hai bên đường cũng chạy. Bảy chủng đó là không phải bảy chủng cảnh giới thác loạn. Những gì là bảy? Tức là năm chủng thác loạn ở trước cộng thêm hai chủng biến hành thác loạn, tổng cộng là bảy chủng. Những gì là hai? Tầm thác loạn và kiến thác loạn. Tầm thác loạn tức là ở nơi năm chủng nghĩa thác loạn kia tầm sành vui vẻ. Kiến thác loạn tức là ở nơi năm chủng nghĩa thác loạn mà lãnh thọ, tuyên nói rõ ràng, sanh tưởng tốt lành, chấp chặt, không buông xả. Nếu không thuộc cảnh giới thác loạn như vậy gọi là hiện lượng. Hỏi hiện lượng như vậy sở hữu những gì? Đáp, nếu nói lượng thì có bốn chủng sở hữu: một, hiện lượng giác căn; hai, hiện lượng ý thọ; ba, hiện lượng thế gian; bốn, hiện lượng thành tịnh. Hiện lượng giác căn tức là sở hành cảnh giới của năm giác căn, như hiện lượng tướng thể đã thuyết ở trước. Hiện lượng ý thọ tức là sở hành cảnh giới của ý căn, như hiện lượng tướng thể đã thuyết ở trước. Hiện lượng thế gian tức là hai chủng trên nhưng thuyết gộp chung là một, là hiện lượng thế gian. Hiện lượng thanh tịnh, hiện lượng các sở hữu thế gian cũng được gọi là hiện lượng thanh tịnh, hoặc có hiện lượng thanh tịnh nhưng không phải hiện lượng thế gian, đó là trí xuất thế. Ở nơi cảnh sở hành, có biết là có, không biết là không, hữu thượng biết là hữu thượng, vô thượng biết là vô thượng. Hết thảy loại như vậy gọi là hiện lượng thanh tịnh, chẳng cùng với thế gian. G. Tỷ lượng tức là sở hữu cảnh giới đã suy nghĩ, nên suy nghĩ cùng với sự tư duy chọn lọc.
Đây lại có 5 chủng: 1 tỷ lượng tướng, 2 tỷ lượng thể, 3 tỷ lượng nghiệp, 4 tỷ lượng pháp, 5 tỷ lượng nhân quả. Tỷ lượng tướng tính theo sở hữu tướng trạng tương quan phụ thuộc lẫn nhau, hoặc do hiện tiền thấy được, hoặc do suy đoán ở nơi cảnh giới đã hiện ra trước. Như trước thấy hít cờ, suy biết ở đó có xe; trước thấy khói, suy biết đó có lửa. Như vậy lấy vua, suy ra nước; lấy chồng, suy ra vợ; lấy sừng trâu, suy biết có trâu; lấy da rẻ mịn màng, tóc đen bồng bềnh, dùng sắc đẹp đẽ, không điềm tĩnh, suy biết là thiếu niên; lấy tướng gia nhân, tóc bạc, suy biết là già; lấy chấp tự tướng, suy biết là kẻ thế tục; lấy vui thấy bậc thánh, vui nghe chánh pháp, xa lìa san tham, suy biết là bậc chánh tín; lấy khéo tư duy, điều nên tư duy; khéo nói, điều cần nên nói; khéo làm, điều phải làm, suy biết là bậc thông minh; lấy từ bi ái ngữ, dõng mãnh, vui thí, năng khéo giải thích, nghĩa thú sâu xa, suy biết là Bồ Tát; lấy trạo động đăng sang, hí luận, ca múa, nô đùa, suy biết là kẻ chưa ly dục; lấy các uy nghi, hằng thường tịch tĩnh, suy biết là người đã ly dục; lấy đầy đủ diệu tướng hảo của Như Lai, trí tuệ tịch tĩnh, chánh hạnh thần thông, suy biết là Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ nhất thiết trí; lấy lúc già thấy sở hữu tướng trạng ấu niên của kia mà suy biết là kia. Hết thảy loại như vậy gọi là tỷ lượng tướng. Tỷ lượng thể, vì hiện thấy tánh tự thể của kia, suy biết thể không hiện thấy của vật loại kia, hoặc hiện thấy một phần tự thể kia, suy biết phần loại còn lại của kia. Như lấy hiện tại, suy biết quá khứ, hoặc lấy quá khứ, suy biết vị lai, hoặc lấy sự việc gần ở hiện tại, suy ra xa, hoặc lấy hiện tại, suy ra vị lai. Lại như những việc ăn uống, y phục, trang sức, xe cộ, xem thấy một phần tướng của được mất, suy biết tất cả, lại thấy một phần thành thục, suy ra phần thành thục khác. Hết thể loại như vậy gọi là tỷ lượng thể. Tỷ lượng nghiệp, lấy tác dụng suy ra sở ý nghiệp, như thấy vật là xa không lay động, có chim đậu trên đó, do hết thảy sự đây, suy biết đó là gốc cây. Nếu cũng sự việc như thế mà có lay động, suy biết là người. Nếu thấy vết chân rộng lớn, suy biết là voi. Nếu thấy thân trườn trên đường đi, suy biết là rắn. Nếu nghe tiếng hí, suy biết là ngựa. Nếu nghe tiếng giống, suy biết là sư tử. Nếu nghe tiếng gào, suy biết châu chúa. Thấy so với mắt, nghe so với tai, hương so với mũi, nếm so với lưỡi, xúc so với thân, thức so với ý. Trong nước thấy có chướng ngại, suy biết có đất. Nếu thấy xứ đầy cỏ cây tươi nhuận, hoa lá xanh tốt, suy biết có nước. Nếu thấy cho nóng, suy biết có lửa. Nếu thấy rừng cây sao động, suy biết có gió. Nếu thấy người mắt nhắm, cầm gậy dò hỏi đường, đi vấp té lạc mất đường, các việc như vậy, các việc như vậy, suy biết là người mù. Nói lớn tiếng nghiêng tai nghe, suy biết là điếc. Chánh tín thông duệ, ly dục chưa ly dục, Bồ Tát Như Lai tất cả như vậy lấy nghiệp để so sánh nên biết như trước. Tỷ lượng pháp, lấy pháp gần nhau tương quan phụ thuộc lẫn nhau, so sánh suy ra các pháp gần nhau khác tương quan phụ thuộc lẫn nhau. Như lấy pháp thuộc vô thường, suy biết có khổ; lấy pháp thuộc khổ, suy ra không vô ngã; lấy pháp thuộc sanh, suy ra có pháp lão; lấy pháp thuộc lão, suy ra pháp chết; lấy pháp thuộc hữu sắc, thấy có đối, suy ra có nơi trốn và có hình chất; lấy pháp thuộc hữu lậu, suy ra biết có khổ; thuộc vô lậu, suy biết không khổ; thuộc hữu vi, suy biết pháp của sanh trụ dị diệt; thuộc vô vi, suy biết không sanh trụ dị diệt. Hết thảy loại như vậy gọi là tỷ lượng pháp. Tỷ lượng nhân quả, lấy tướng nhân quả triển chuyển so sánh với nhau, như thấy có đi, suy ra đến phương khác; thấy đến phương khác, suy ra trước có đi. Nếu thấy có người như pháp thờ vua, suy ra biết đang thọ bổng lộc, tước vị to lớn; thấy có lộc vị to lớn, suy ra biết trước như pháp thờ vua. Nếu thấy có người tạo tác nghiệp thiện, suy biết ắt sẽ thu được giàu sang; thấy người tiền của giàu sang, suy biết trước đã tạo tác nghiệp thiện. Nếu trước thấy tu tập thiện hạnh ác hạnh, suy biết sẽ có sự hưng thạnh tổn giảm; thấy có sự hưng thạnh tổn giảm, suy biết trước tạo làm thiện hạnh ác hạnh. Nếu thấy ăn uống đầy đủ, suy biết no nê; thấy có sự no nê, suy biết có uống ăn đầy đủ. Nếu thấy có người ăn uống không điều hòa, suy biết người đó sẽ có bệnh; hiện thấy có bệnh, suy ra biết là người ăn uống không điều hòa. Nếu thấy có người tính lự, suy biết ly dục; thấy người ly dục, suy biết có tịnh lự. Nếu thấy người tu đạo, suy ra biết sẽ thành tựu chứng quả sa môn; thấy có người chứng quả sa môn, suy biết tu đạo. Hết thầy loại như vậy nên biết gọi chung là tỷ lượng nhân quả. Tất cả như vậy gọi là tỷ lượng. H. Chánh giáo lượng, đó là ngôn giáo sở thuyết của bậc nhất thiết trí, hoặc từ người kia được nghe, hoặc theo pháp của kia. Đây có 3 chủng: 1. Không trái với thánh ngôn; 2. Năng trị tạp nhiễm;
3. Khẩu trải pháp tướng. Khẩu trải với thánh ngôn là những lời dạy của thánh đệ tử hoặc kinh giáo Phật thuyết truyền truyền lưu cố đến nay, không trái với chánh pháp, không lìa chánh nghĩa, năng trị tạp nhiễm, tiếp theo pháp đầy khéo tu tập, năng vĩnh viễn điều phục tất cả phiền não, tham sân si và tùy phiền não. Không trái với pháp tướng, ngược lại với trái pháp tướng nên biết, tức là không trái pháp tướng. Những gì gọi là trái pháp tướng, như ở nơi không tướng lại thêm là có tướng, như chấp, có ngã, hữu tình, mạng, sanh, hết thảy lại như vậy, hoặc thường hoặc đoạn, hoặc hữu sắc hoặc vô sắc, hết thảy lại như vậy.